Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vàng thế giới tiếp tục rơi tự do, vàng nhẫn chỉ còn 83 triệu đồng một lượng. Theo nguồn tin từ báo Quân đội Nhân dân, giá vàng hôm nay ngày 10 tháng 10, sau chủ ngày duy trì ổn định, giá vàng nhẫn bất ngờ được điều chỉnh giảm mạnh, về gần ngưỡng 83 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng trong nước duy trì ổn định ở mốc 85 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm mạnh về 83 triệu đồng một lượng bán ra. Hiện tại thì giá vàng ở các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 83 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 niêm yết ở mức 81,8 triệu đồng một lượng mua vào và 83,1 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm giá mua 400.000 đồng và giá bán 300.000 đồng, xuống lần lượt 82,3 triệu đồng một lượng và 83,3 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG được điều chỉnh lần lượt 400.000 đồng và 300.000 đồng, xuống 82,3 triệu đồng một lượng và 83,3 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 82,28 triệu đồng một lượng mua vào và 83,28 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 400.000 đồng giá mua và 300.000 đồng giá bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 82,35 triệu đồng một lượng và bán ra 83,3 triệu đồng một lượng, giảm 350.000 đồng giá mua và 300.000 đồng giá bán. Giá vàng thế giới tiếp đà giảm, với vàng giao ngay giảm 13,5 đô la Mỹ xuống 2.608,7 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch gần cuối ở mức 2.626,2 đô la Mỹ một ounce, giảm 14,4 đô la Mỹ so với rạng sáng qua. Kim loại màu vàng thế giới tối dài đà giảm trong ngày thứ 6 liên tiếp do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Chỉ số US Dollar Index đạt mức cao nhất trong gần 2 tháng, khiến vàng thỏi trở nên đắt giá hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, kỳ vọng xung quanh đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tại cuộc họp tháng 11 cũng tạo áp lực không nhỏ lên vàng. Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed được công bố cho thấy các quan chức ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sâu hơn. Tuy nhiên, thì một số ý kiến ủng hộ việc mức giảm 25 điểm cơ bản, coi mức cắt giảm 50 điểm là quá mức. Theo chiến lược gia thị trường Philip Trable của Blue Line Futures, chỉ số US Dollar Index tiếp tục tăng và dữ liệu kinh tế ủng hộ nhiều hơn cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản là các yếu tố đè nặng lên vàng trong những ngày qua. Hiện tại, thị trường vẫn đang chờ đợi các dữ liệu để chắc chắn hơn về bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Chuyên gia phân tích Giovanni Stanovo của UBS cho rằng, kể từ dữ liệu bảng lương được công bố tuần trước, thị trường đang thảo luận liệu nền kinh tế đầu tàu thế giới có đang trong kịch bản hạ cánh mềm hay không. Stanovo nói thêm rằng, dữ liệu lạm phát tới đây sẽ phần nào giải đáp câu hỏi đó. Theo công cụ FedWatch của CME, sau báo cáo việc làm khả quan tuần trước, thị trường đang kỳ vọng 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản và không tính khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11. Mặc dù đang chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng chuyên gia phân tích thị trường Carlo Alberto de Casa của Kaisis Money cho rằng vàng có khả năng vẫn được hỗ trợ trong dài hạn nhờ kỳ vọng về lãi suất thấp hơn và căng thẳng địa chính trị. Liên quan đến nhu cầu vật chất, thị trường vàng Ấn Độ được ghi nhận nhu cầu ảm đạm trước mùa lễ hội. Giá vàng tăng lên mức kỷ lục đã làm tan vỡ kỳ vọng của một mùa lễ hội bội thu của ngành kim hoàn nước này. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.608,7 đô la Mỹ một ounce, tương đương gần 78,7 triệu đồng một lượng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí, thì chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 6,3 triệu đồng một lượng. Thuế nhập khẩu giảm thúc đẩy nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ.
Tại Ấn Độ, theo trang thông tin kinh tế Thông tấn xã Việt Nam, nhu cầu vàng dự kiến sẽ tăng mạnh trong dịp lễ hội cuối năm nay nhờ chính sách giảm thuế nhập khẩu của nước này. Các quan chức trong ngành cho biết, thuế nhập khẩu giảm đã giúp hạ nhiệt giá vàng, khiến mặt hàng giá trị cao này trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng mua lẻ, khuyến khích họ mua sắm. Các chuyên gia đánh giá, không loại trừ nguy cơ nhu cầu gia tăng tại nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới có thể thúc đẩy một đợt tăng giá mới sau khi giá vàng chạm ngưỡng kỷ lục vào tuần trước. Nó đồng thời cũng làm cho thâm hụt thương mại của Ấn Độ lớn hơn và gây sức ép lên đồng rúp. Vào tháng 7 năm 2024, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố cắt giảm thuế nhập khẩu vàng từ 15% xuống còn 6% và coi đây là một bước đi nhằm giải quyết tình trạng buôn lậu. Theo ông Sachin Jain, giám đốc điều hành CEO của Hội đồng vàng thế giới tại Ấn Độ, người hưởng lợi chính từ chính sách giảm thuế này là người tiêu dùng mua lẻ và đà tăng của nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Ông nói nhu cầu vàng ở Ấn Độ thường tăng mạnh vào dịp cuối năm, trùng với mùa cưới và các lễ hội truyền thống lớn như Diwali và Dussehra, khi người dân nước này coi việc mua vàng thỏi là điềm lành. Giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước, nhưng giá trong nước của Ấn Độ vẫn thấp hơn so với giá thế giới. Trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 8, giá vàng trên thị trường Ấn Độ vào khoảng 71.800 rúp, tương đương 855,96 đô la Mỹ cho 10 gram, thấp hơn so với mức đỉnh là 74.731 rúp trên 10 gram đạt được vào tháng 7 năm 2024. Điều này kết hợp với chính sách giảm thuế đã tác động tích cực đến tâm lý người tiêu dùng vốn đang trì hoãn mua hàng vì lo ngại giá tăng. Chuyên gia Asher O, CEO chi nhánh tại Ấn Độ của Malabar Gold và Diamonds cho rằng nếu không có việc giảm thuế, giá vàng tại Ấn Độ có thể đã leo lên ngưỡng 80.000 rúp trên 10 gram. Mức giá thấp hiện tại dự kiến sẽ kích thích nhu cầu, đặc biệt là trong mùa lễ hội Onam sắp tới. Vàng giữ vững đà tăng, sinh lời cao hơn chứng khoán và tiền ảo. Theo tạp chí Kinh tế Việt Nam, một ngân hàng lớn của Mỹ hiện đang khuyến nghị các nhà đầu tư nên mua vàng, nhấn mạnh rằng kim loại quý này có tiềm năng sinh lời cao trong năm nay. Ngân hàng dựa vào xu hướng gia tăng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu và những tín hiệu tích cực từ thị trường. Giá vàng thế giới hiện vẫn duy trì ổn định ở mức trên 2.500 đô la Mỹ một won, gần mức kỷ lục mọi thời đại, chủ yếu nhờ vào dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể thực hiện cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Vào phiên giao dịch cuối ngày thứ hai, ngày 26 tháng 8 tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã tăng 5,5 đô la Mỹ một won, đạt 2.518,6 đô la Mỹ một won, tương đương với mức tăng 0,22%. Trong tháng 8 này, giá vàng giao ngay từng đạt đỉnh cao gần 2.532 đô la Mỹ một won. Tuy nhiên, sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm nhẹ 2,1 đô la Mỹ một won, xuống còn 2.516,5 đô la Mỹ một won, tương đương khoảng 75,9 triệu đồng một lượng khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tại ngân hàng Vietcombank. Sự giảm giá này chủ yếu do tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng giảm mạnh, ảnh hưởng đến giá vàng quy đổi. Peter A. Grant, chiến lược gia cấp cao của công ty General Metals, cho biết rằng những tín hiệu từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu tuần trước, cùng với nhu cầu phòng ngừa rủi ro từ bất ổn chính trị ở Trung Đông, đang thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư vào vàng. Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell đã mở đường cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, mặc dù không đưa ra thời điểm hoặc mức độ cụ thể về việc cắt giảm lãi suất. Công cụ Fed Watch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy thị trường dự đoán khả năng 100% Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày 18 tháng 9, với khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm là 68% và khả năng giảm 0,5 điểm phần trăm là 32%. Tại Trung Đông, tình hình địa chính trị đang căng thẳng với lực lượng du kích Hezbollah tấn công Israel bằng hàng trăm quả rocket và thiết bị bay không người lái vào Chủ nhật vừa qua. Nỗ lực đàm phán để đạt thỏa thuận ngừng bắn cho dải Gaza vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Brent dự đoán rằng giá vàng có thể đạt mục tiêu ngắn hạn là 2.539,77 đô la Mỹ một won và tiếp theo là 2.597,15 đô la Mỹ một won. Ông cho rằng có khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục mua vàng, nhưng ngay cả khi không xảy ra thì nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn sẽ mạnh mẽ, góp phần vào xu hướng mua ròng vàng.
Mặc dù nhu cầu vàng từ hai thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm do giá vàng đạt mức cao kỷ lục, các chuyên gia dự đoán rằng nhu cầu này có thể phục hồi trong thời gian tới. Trong một báo cáo gần đây, Bank of America BOA cho biết vàng là tài sản có mức tăng trưởng tốt nhất trong năm nay, với mức tăng khoảng 20% từ đầu năm. Mức tăng này cao hơn so với tiền ảo, chứng khoán Mỹ, hàng hóa cơ bản, trái phiếu chính phủ và đồng đô la Mỹ. BOA cũng cho biết, các nhà đầu tư ở Mỹ đang mua ròng vàng và vị thế đầu cơ vàng giá lên trên thị trường hàng hóa tương lai ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong 4 năm qua. Ngân hàng này khuyến nghị nhà đầu tư nên làm theo các ngân hàng trung ương và đầu tư vào vàng, vì vàng hiện là tài sản dự trữ lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau đồng euro, và có mối liên hệ thấp với thị trường cổ phiếu. BOA cũng dự báo rằng nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ vốn vào vàng do áp lực bán trên thị trường chứng khoán gia tăng, và chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ có thể không hưởng lợi khi Fed giảm lãi suất vào tháng tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.